cho cái ngày hội ngộ này, đó là chúng ta suy tư xem đâu là vai trò của Đức Giêsu trong cuộc sống của chúng ta và trong sứ vụ tông đồ. Cuộc gặp gỡ này cũng cùng vào thời điểm mùa chay, là cái thời điểm như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta là đây là cái thời điểm gặp gỡ Chúa, đây là thời điểm tắt cái tivi đi để mở ra với tin mừng, đây là cái thời điểm mà tạm ngắt với lại smartphone, internet để chúng ta gặp gỡ Chúa, để connect với Chúa, để tiếp xúc với Chúa. Tôi hân hạnh được gặp gỡ quý cha, quý sơ và quý thầy trong buổi hội ngộ này. Đấy. Trong mấy ngày Tết vừa qua thì tôi cũng có thời gian, bởi vì ngày mùng 1, mùng 2 Tết thì đối với tôi là cái ngày rất là rảnh rỗi nhất trong năm. Tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ về cái chữ tu. Khi mà mình nghe một vài cái vị tu sĩ Phật giáo họ trình bày, rồi mình học hỏi, rồi mình cũng so sánh với quan niệm tu trong đạo Công giáo chúng ta, và thấy nó cũng có nhiều điều thú vị. Đương nhiên so sánh để thấy sự khác biệt, chứ không phải là để phê phán hay là để đánh giá là bên nào hơn hay là bên nào kém. Thế thì chúng ta suy nghĩ về cái chữ tu, thưa quý cha, quý thầy và quý sơ, khi đối với chúng ta đấy, chúng ta nghĩ đến chữ tu là chúng ta nghĩ đến một bậc sống. Nó có nhiều cái khác biệt nhé. Đối với chúng ta đấy, là những người Công giáo, khi nói đến chữ tu là chúng ta nói đến một bậc sống. Có nghĩa là những người ở ngoài gia đình, là đập gia đình là không phải nhà tu. Những người lập gia đình ở ngoài không phải là nhà tu, mà chúng ta là nhà tu. Tức là tu nó là một bậc sống. Cái thứ hai đấy, đối với chúng ta tự nhiên cái chữ tu đó, nó nhắc cho chúng ta liên hệ tới một cái ý niệm về tập thể. Tu là vào dòng Đa Minh, vào dòng Bến Thánh Giá, vào dòng Phaolô, nó một cái tập thể. Hay tu là Linh Mục Triều, tu là dòng Thừa Sai Đức Tin, dòng Chúa Cứu Thế, nó là một cái tập thể. Cái thứ nhất mà tôi thấy so sánh đó là cái mà chúng ta tự nhiên nghĩ ra là nó là một tu, là một bậc sống, cho nên những người ở gia đình không phải là người tu. Trong khi đó chúng ta so sánh với khái niệm tu ở bên ngoài, người dân á, hay là một số tôn giáo khác, cụ thể là Phật giáo chẳng hạn, thì người nào cũng là người đang tu hết, tu nó ở cái mức độ nào thôi. Nhưng mà bên chúng ta không ai gọi cái ông bà đi lập gia đình này là người tu. Đấy. Vì thế cho nên nó có cái điểm khác biệt. Khi nói như thế thì chúng ta thấy là cái tu hiểu đúng nghĩa đó, đó là tu sửa cái phong cách của con người để mà nên hoàn thiện. Nhưng mà đôi khi đối với chúng ta đó, thì là chúng ta nghĩ đến một tập thể, và chúng ta nghĩ đến một cái lý tưởng. Lý tưởng là một cái mục đích rất là cao đẹp mà chúng ta đề ra để chúng ta phấn đấu, chúng ta cố gắng, chúng ta chấp nhận mọi hy sinh đạt tới lý tưởng đó. Lý tưởng thì bao giờ cũng là cao đẹp. Lý tưởng cũng bao giờ là hướng đến người khác. Lý tưởng bao giờ cũng là hướng đến cái ích chung. Và lý tưởng thì bao giờ cũng chấp nhận hy sinh. Vì thế cho nên trong cái quan niệm tu của chúng ta đấy, thứ nhất nó là một bậc sống, thứ hai nó là một cái ý niệm tập thể. Vì thế cho nên nó mới có linh đạo riêng của dòng này, linh đạo riêng của dòng kia, nó có đặc sủng của dòng này, đặc sủng của dòng khác. Thế trong khi đó cái chữ tu mà người ta hiểu ở ngoài đời đấy, thì là ở nhà cũng là tu. Thứ nhất là tu tại gia đấy, ở nhà cũng là tu. Thứ nhất thì tu tại gia, mà thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Cái chữ tu người ta hiểu là sửa mình. Thế nhưng mà khi chúng ta phân biệt như thế, không phải để chúng ta đánh giá hơn kém, mà chúng ta tìm thấy là nếu chúng ta biết kết hợp hài hòa thì hai cái nó giống nhau.
Bởi vì chúng ta không thể đi tu như hiện tại mà chúng ta dựa vào một tập thể mà chúng ta quên một cái khía cạnh vô cùng quan trọng, làm nền tảng, làm cốt lõi, tức là sửa bản thân. Tức là chúng ta tu sửa chính bản thân của mình. Nhưng mà xem ra trong thực tế đấy, thì đôi khi cái khía cạnh cá nhân này bị coi nhẹ. Chính vì thế mà trong những ngày vừa qua tôi cũng suy tư và cũng xem qua mấy cái khái niệm ở bên Phật giáo, thấy cũng có nhiều điều thú vị. Mà tôi đương nhiên phải xin lỗi, nói thế mà không chắc có hiểu hết không. Nếu mà, tại vì nó không phải chuyên môn của mình, thì nếu mà có trình bày sai về cái giải thích của Phật giáo ấy, thì cũng mọi người thông cảm. Nhưng mà không có ý là để tìm hiểu sâu, mà để so sánh thôi. Thì ở bên Phật giáo người ta ba phương tiện, ba khía cạnh để làm cho con người tu, nó là ba cái người ta vẫn phải học. Làm đầu là cái kiến thức căn bản, nó có ba, mình gọi là khía cạnh hay gọi là phương tiện hay là ba cấp bậc, mình không có chuyên môn, mình nói tạm như thế. Đó là giới, định và tuệ. Giới là những quy luật, những giới luật mà bên chúng ta gọi là những giới răn, hoặc là chúng ta gọi là về hiến chế của nội quy, nội quy, quy chế nội quy. Cái định á, là cái cách thực hành của con người ta, và cái tuệ là cái mục đích người ta tiến tới. Thế thì trong dòng của chúng ta, dòng tu nào thì cũng có cái nền tảng là luật 10 điều răn, luật của giáo hội, luật sống là luật của tin mừng. Cho nên dòng nào thì cứ sống ba lời khuyên phúc âm. Cho nên những cái người được đào tạo ở bên Phật giáo mà gọi là để sống cái lý tưởng của Phật tử ấy, là phải được học hỏi thứ nhất là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Giới là những cái quy định, có nhiều giới lắm. Tùy người ta tu, người ta thăng tiến trong các cái đời sống tu của người ta thì người ta thụ các cái giới khác nhau, giống như là được chuyển chức hay là khấn tạm, khấn chọn. Thụ giới là mình tình nguyện, mình thề hứa tôi sẽ làm cái điều này, trong số những điều ấy tôi không có những điều này tôi không làm. Mà trong những cái điều không làm ấy, đối với cuộc sống nó cũng là những điều bình thường, chứ không phải là những điều ác, hay là những không phải những điều bản chất của nó là xấu. Ví dụ như chúng ta vẫn nói đến cái năm giới đấy, ngũ giới đấy, thì đó là cái gì? Gồm có một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, năm cái đi. Có những cái nó là những cái điều bình thường, ví dụ như sát sinh là bình thường trong cuộc sống con người, nhưng mà người ta tình nguyện, người ta không làm điều này, hoặc người ta làm điều này để người ta hướng tới một cái lý tưởng. Người ta khi tuân giữ những điều đó thì người ta cảm nhận được là sự bình an trong tâm hồn, cảm thấy niềm vui, cảm thấy hạnh phúc. Cho nên chúng ta đấy, tu bất kỳ dòng nào thì có cái nền tảng là luật 10 điều răn của Chúa, nền tảng là dấu huấn tin mừng, chúng ta có nền tảng là luật giáo hội, và chúng ta có thêm các cái nội quy của dòng tu mà chúng ta đã lựa chọn như một lý tưởng, như một ơn gọi. Vì thế mà khi so sánh ở các tôn giáo khác nhau, chúng ta cũng thấy có cái điểm tương đồng. Và nếu mà chúng ta nhận thấy thì đây là một cái sự gặp gỡ tuyệt vời. Đấy là cái bước thứ nhất. Người ta có nhiều giới, ở càng tiến sâu trong các bậc tu, còn năm cái giới này là những người Phật tử bình thường người ta cũng thụ giới, người ta cũng tuyên thệ. Những người Phật tử bình thường người ta cũng không sát sinh bao giờ, người ta cũng thề, người ta không nói dối. Mà chúng ta thì không phải là cái điều mà tuyên thệ thì nó mới có hiệu lực, mà đây 10 điều răn Chúa nói với chúng ta rồi. 10 điều răn đã có, đừng nói dối rồi, đừng trộm cắp rồi, thảo kính cha mẹ rồi, chớ giết người rồi. Chúng ta cũng có giới, nhưng mà cái giới này nó đi tự nhiên mà Chúa in vào trong tâm khảm con người của chúng ta. Còn ngũ cái giới này, ngũ giới này là do người ta tình nguyện tuyên thệ. Rồi nó sang đến cái bước thứ hai là định, tức là chúng ta hồi hướng về bên trong để chúng ta nhận ra mình.
để chúng ta biết được cái thực trạng của mình, để chúng ta tập những cái điều mà mình đã thề hứa ở các cái giới ấy. Để chúng ta cố gắng rèn luyện bản thân, áp dụng những điều chúng ta đã tuyên thệ. Đấy là cái bước thứ hai, là bước định. Thì tôi cũng thấy nó song song với đời tu của chúng ta là những người công giáo. Bởi vì những cái điều ra quy định ra như thế, nhưng đòi hỏi phải có nỗ lực phấn đấu lắm. Phải biết bao nhiêu nỗ lực phấn đấu, mà cái phấn đấu cam go nhất là phấn đấu với chính bản thân mình. Cái phấn đấu cam go mất là nhất là chính với cái ích kỷ của mình, cái tôi của mình. Thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, suy cho cùng suốt đời của chúng ta là một cái cuộc chiến đấu nội tâm, cuộc chiến đấu với chính mình. Cái cuộc chiến đấu với chính mình nó cam go lắm, ai chúng ta cũng hiểu. Ai cũng chúng ta cũng hiểu. Thì nó ở cái giai đoạn thứ hai. Và khi chúng ta thành đạt trong giai đoạn thứ hai rồi, chúng ta sẽ tiến tới một cái giai đoạn thứ ba, đó là tuệ, tức là khám phá ra chân lý. Thì nói về cái ngôn ngữ của chúng ta, đó là chúng ta đạt được sự hoàn thiện. Đấy là lý tưởng mà chúng ta phấn đấu tới. Nhưng mà khi chúng ta so sánh như thế thì chúng ta sẽ thấy là chính chúng ta cũng đang để phải cần phải ý thức được cái giới hay cái quy định, cái lề luật, cái kỷ luật mà chúng ta, của tổ chức mà chúng ta đang theo. Thì cái tổ chức ấy trước hết là giáo hội, rồi đến hội dòng của mình, rồi đến thu nhỏ là một địa phận hay là một bối cảnh, một môi trường hay một sứ mạng, một cái địa điểm truyền giáo mà chúng ta được sai tới. Rồi chúng ta hiểu cái lề luật đấy, chúng ta áp dụng, chúng ta tiến hành có cuộc tranh đấu. Nó cái giai đoạn thứ hai, mà giai đoạn định cái này này, chúng ta nói là nó là một cái khả năng để mà loại trừ tất cả những cái gì nó gọi là tạp niệm, nói theo ngôn ngữ nhà Phật. Và nó hạ thấp con người của chúng ta tới. Thiền là viết tắt của cái chữ thiền định. Thiền định là tập trung cái tư tưởng của mình vào một đối tượng duy nhất để tâm trí mình vắng lạnh và mạnh mẽ, hầu quan sát và suy đoán một vấn đề, suy xét một vấn đề cho nó đến cốt lõi để tìm ra chân lý. Quan sát một vấn đề không có dán nhãn, không có chụp mũ, không có phê phán, nhưng mà để tìm ra sự thật và tìm ra những cái nét tích cực trong cái vấn đề ấy, qua một con người ấy, qua một sự việc cụ thể ấy, với cái sự khiêm tốn và với một cái quan sát, cái người ta bên Phật người ta gọi là chánh niệm. Niệm là quan sát, chánh là đúng đắn, đưa ra một cái kết luận đúng đắn. Thì chúng ta cũng thấy nó hợp với đời tu của chúng ta, có cái mở rộng như thế để chúng ta thấy hiểu đa dạng hơn và chúng ta tìm thấy cái điểm gặp gỡ chung. Nhưng mà có một cái điều vừa nói đấy, từ ngay đầu đấy, thưa quý cha, quý sơ và quý thầy, đó là đôi khi chúng ta nghĩ đến khái niệm đời tu, chúng ta hơi thu hẹp nó lại. Trong khi đó, đối với cái cách hiểu thông thường á, tu là sửa mình, thì ai sống trên cuộc đời này cũng phải tu hết. Ai sống trên cuộc đời này thì cũng là đang tu hết, tu ở góc độ gia đình, tu người làm cha, làm mẹ, tu ở người lao động, tu ở cái người sống như chúng ta, đời tu theo đúng nghĩa. Nhưng mà con người đã hiện hữu trên thế gian này thì bao giờ cũng phải tu. Tu nói cách khác là tiến trình để đạt tới sự hoàn thiện. Chính vì thế mà vừa rồi trước giờ này đấy, thì chúng ta đã nghe cha thư ký cũng trình bày cũng một cái sự trùng hợp, cũng một cái ý tưởng chúng ta tìm lại hình ảnh của Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, trong đời tu. Vì thế mà đôi khi chúng ta coi nhẹ cái khía cạnh cá nhân. Đương nhiên nói như thế không phải là thì là chúng ta phê phán một tập thể hay tính cộng đoàn, bởi vì đối với chúng ta tính cộng đoàn vô cùng quan trọng. Một cộng đoàn tu gồm có 4-5 tu sĩ, hay là một dòng tu gồm có mấy chục tu sĩ hay là mấy trăm tu sĩ, mà không có tính cộng đoàn, chúng ta không thể nào mà sống được ơn gọi đời tu. Bởi vì tính cộng đoàn giúp cho chúng ta từ bỏ ý riêng để mà hòa nhập mình vào với anh chị em trong một cộng đoàn. Bởi vì nếu mà ý riêng của chúng ta thì nó nhiều ngã,
nhiều tuy là tốt nhưng mà nó lại không có phù hợp với cái ích chung, hoặc là có thể nó lại đi ngược với quyền lợi, quan điểm, suy tính, công việc của người khác. Cho nên cái mà từ bỏ cái riêng của mình để hòa mình vào cái chung là cái quan trọng để mà đạt được những cái mục đích, cái chỉ tiêu mà chúng ta đã đưa ra cho một cộng đoàn. Nhưng mà cái cốt lõi của đời tu của chúng ta đấy thì nó lại là tu sửa cá nhân của mỗi người. Và đương nhiên khi mà mỗi cá nhân trong cộng đoàn đều tốt thì cái cộng đoàn của chúng ta sẽ tốt. Nó giống như chúng ta vẫn dùng cái hình ảnh một ngôi nhà xây mà viên gạch nào cũng chắc chắn, già dặn, tốt đẹp thì cái nhà ấy sẽ tốt. Cho nên cái điều quan trọng căn bản đó là tu thân. Tu thân là cái sự điều chỉnh cá nhân của mỗi người trong tư tưởng, lời nói và trong hành động. Và đó cũng chính là một cách thể hiện đức tin. Kính thưa quý cha, quý sư và quý thầy, tôi suy nghĩ cái này bởi vì là tôi tiếp cận trong thực tế đấy. Có những linh mục, có những tu sĩ, có những câu chuyện, có những con người, có những sự việc, có những lối ứng xử mà mình phải xử lý. Nó cho thấy là thiếu cái khía cạnh tu cá nhân. Thiếu cái khía cạnh tu cá nhân. Vì thế cho nên có những cái cuộc ứng xử, có những câu nói, có những lối sống không phù hợp, kể cả linh mục, cả tu sĩ, cả giáo dân. Cho nên chúng ta thấy rằng thì là cái chữ tu nó là một biểu hiện của một đức tin vững mạnh. Bởi vì khi chúng ta tin vào Chúa thì cái sự gặp gỡ của chúng ta với Chúa, như Đức Thánh Cha Benedicto nói, nó là một sự gặp gỡ cá vị, tức là riêng tư. Không chỉ là gặp tập thể mà thôi, nhưng mà cái đó nó phải là một cuộc gặp gỡ cá vị, tức là riêng tư. Vì thế cho nên là quý sơ thấy là chúng ta đọc kinh tin kính là chúng ta nói tôi tin kính một Thiên Chúa. Tôi tin kính tức là cá nhân tôi đã cảm nhận, cá nhân tôi đã suy xét, cá nhân tôi đã xác tín và cá nhân tôi tuyên xưng. Nhưng mà chúng ta tuyên xưng kinh tính là tôi tin kính một Thiên Chúa, nhưng mà cái tôi ấy nó được thốt lên giữa cộng đoàn phụng vụ. Nó được phát biểu trong giáo hội, với giáo hội và theo như giáo hội dạy. Kinh tin kính thì nhiều người đọc nhưng mà có những người không hiểu theo đúng giáo hội dạy và người ta cắt nghĩa tự do theo ý của người ta. Cho nên kinh tin kính vừa có chiều kích cá nhân, vừa có chiều kích tập cộng đồng. Khi tôi tuyên kinh, tôi tuyên xưng những điều trong kinh tin kính là tôi tuyên xưng như giáo hội dạy tin, chứ không phải là như tôi suy tư, suy diễn hay là chúng tôi quan niệm. Vì thế mà xin trở đi nói đi nói lại là trong đời tu của chúng ta nên để ý tới cái khía cạnh tu thân, nó là khía cạnh cá nhân. Nó không dừng lại ở một bậc sống. Bậc sống thì nó có một cái ngăn cách. Anh tu thì anh thuộc vào cái bậc này, anh không tu thì anh thuộc vào cái bậc này. Thế thì xem ra là chỉ những người nào đi tu như chúng ta mới đúng nghĩa. Những nào người nào vào nhà dòng như chúng ta mới đúng nghĩa là đi tu. Xem ra nó là giới hạn lại ở một bậc sống, giới hạn lại ở một tập thể, giới hạn lại ở một lý tưởng. Nhưng mà tu là một cái chặng đường mà chúng ta đi hàng ngày cho mọi người. Tu thân tích đức, giữa một cuộc đời này còn biết bao nhiêu ồn ào mà mình vẫn giữ được cái thinh lặng giữa bao nhiêu bon chen ồn ào ấy. Thế thì nói đến chữ tu, chúng ta hiểu cái nghĩa rộng nó là như thế. Thưa quý cha, quý sơ và quý thầy, để rồi chúng ta nếu nhìn theo cái nhìn và quan điểm của Phật giáo đấy, tôi cũng xin lỗi trình bày không biết là có đúng không, nhưng mà tiến tới cái mức độ mà ta gọi là tuệ, có nghĩa là khám phá ra chân lý, tìm được một cái sự bình an nội tâm. Mà đối với chúng ta đấy, đó là chúng ta gặp gỡ Chúa. Và khi tìm được cái đạt được cái mức này đó, chứ chúng ta không còn phiền não nữa. Chúng ta không còn hằn học thấy cái người bên cạnh người ta làm gì nữa. Chúng ta cũng không buồn về thế thái nhân tình, bởi vì chúng ta hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình. Không có một cái vấn đề bức xúc nào nó làm bẩn loạn tâm hồn chúng ta. Mà nói một cách khác theo ngôn ngữ của Kitô tu đức thì đó là chúng ta đạt tới sự hoàn thiện.
Thưa các sơ, nếu mà chúng ta đọc một vài bài viết của các thánh dòng kín ấy, các thánh có xuất thân từ đan viện ấy, họ nói về sự bình an nội tâm mà chúng ta nếu mà thực sự, đương nhiên họ viết thế là phải thực sự chứ, mà chúng ta thấy thèm muốn. Họ nói về bình an nội tâm của đời sống đan viện. Thưa các sư với các cha, các thầy, thực sự nếu chúng ta nghiêm túc mà chúng ta muốn tìm hiểu hay là chúng ta muốn đạt tới, thì khi mà đọc những cái dòng ấy, chúng ta thấy thèm muốn, ước muốn như vậy lắm. Đối với họ, quá khứ, hiện tại và tương lai không quan trọng nữa, bởi vì là thiên đàng là gì? Là thiên đàng là gặp Chúa. Bây giờ hôm nay ở đây tôi đang gặp Chúa rồi, đấy là thiên đàng còn gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải xác định với nhau một điều là đây là không phải chúng ta nói văn chương, không phải. Không phải là chúng ta nói hư cấu hay là chúng ta nói để cho nó vui, không phải đâu. Chúng ta đang nói xác định một cách nói nghiêm túc trước mặt Chúa, mà đọc một cái câu hay là một cái đoạn văn của các vị thánh mà xuất thân từ các đan viện. Đối với họ thì quá khứ, hiện tại, tương lai không quan trọng, bởi vì là có Chúa ở đây thì là thiên đàng rồi. Nhưng mà chúng ta đọc những dòng này và nói những dòng này như một cái lý tưởng cao vời đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đang là những con người mà đang tìm hiểu để cảm nhận được cái hạnh phúc mà những vị ấy đang nói với chúng ta như vậy. Thế thì nói từ nãy chúng ta đang nói về cái khái niệm tu, kính thưa quý cha, quý sư và quý thầy. Bây giờ một cách cái cụ thể hơn là tu trong Công giáo là gì? Tu là chúng ta đi theo Đức Giêsu, chọn Đức Giêsu là lý tưởng của đời mình. Cho nên rằng thì là dòng Đa Minh, dòng Phao-lô, dòng Bến Thánh Giá, dòng gì cũng là theo Đức Giêsu hết. Bởi vì là Thánh Phao-lô hay là các thánh lập dòng cũng là những người theo Chúa hết. Cho nên cái lý tưởng của chúng ta tu là nên giống Chúa Giêsu và chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng. Lúc nãy quý sơ chơ, xa cha, quý sơ, quý thầy đã nghe cha thư ký cũng chia sẻ cái điều đó. Cho nên là chúng ta không lấy một nhân vật nào ở đời này làm lý tưởng của chúng ta hết. Không có một vĩ nhân nào làm lý tưởng hết, mà Chúa Giêsu làm lý tưởng. Và Chúa Giêsu là khuôn mẫu để chúng ta rập cái khuôn ấy, đời mình nên giống Chúa Giêsu. Đó là tu. Tu của chúng ta như thế, không phải chỉ là tu hiểu theo nghĩa người đời là tôi cố gắng làm điều không làm điều gì ác, tôi cố gắng để không sát sinh, tôi cố gắng để không nói dối. Nhưng mà nó lại có rất là nhiều cái câu hỏi khác đặt ra cho từng tình huống. Vì thế cho nên đối với chúng ta, tu là nên giống như Chúa Giêsu là một kết luận vừa ngắn, vừa đầy đủ, vừa hoàn hảo, vừa cao đẹp mà lại vừa tuyệt đối. Nhưng mà cái con đường nên giống Chúa Giêsu thì đòi hỏi có những bước sau đây. Có những bước sau đây. Thứ nhất là phải biết mình. Thứ nhất là phải biết mình. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, có nhiều người biết nhiều lắm mà không biết mình đâu. Có nhiều người gặp gỡ nhiều người lắm mà không gặp gỡ chính mình đâu. Cho nên có một người họ nghiên chuyên viên về nghiên cứu xã hội các thứ, người ta đưa ra mách nước cho những bạn trẻ đi phỏng vấn để xin việc làm. Có một câu hỏi mà người ta đặt ra mà nhiều người ngỡ ngàng không bao giờ nghĩ tới. Khi mà đã trả lời những câu hỏi khác rồi thì cái người phỏng vấn, người ta hỏi người xin việc là: bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi bạn là ai không? Ngỡ ngàng: ừ, em chưa bao giờ em đặt ra câu hỏi. Quay ra đứa bạn hỏi: mày tao là ai nhỉ? Cho nên là cái biết mình là điều quan trọng. Biết mình là điều quan trọng. Câu chuyện người ta vừa là, nó là cái cách nhận định xã hội khác nhau, nhưng mà đối với cái nhìn của những người này thì thấy nó lạ lùng.
Có người khuyên những bậc cha mẹ Việt Nam là đừng cho con mình đi du học, bởi vì đầu tiên kết quả đâu chưa thấy nhưng mà thấy nó hâm. Đứa nào đi du học nó hâm. Và tại sao vậy? Bởi vì một đứa đi học đi 2-3 năm về đứa nghỉ hè, nó ở trong phòng ở nhà Việt Nam đấy, về nó về đấy. Một hôm mẹ nó vào mở cái cuốn sách ra thấy nó đề hai cái chữ là tôi là ai, mục đích đời tôi là gì. Mẹ sợ quá tưởng nó tâm thần. Mẹ vội vàng gọi ra bảo con ơi, con là con của bố mẹ. Thứ hai là mục đích của con là phải kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ. Chúng ta thấy cái lối suy nghĩ của giới trẻ ngày hôm nay khi nó được đà học hỏi thì nó đặt vấn đề khác, khác với cái suy nghĩ não trạng của người Việt chúng ta. Nó đặt ra hai câu hỏi, nó viết rất to ở cái trang đầu tiên của cái quyển sổ đấy. Tôi là ai? Và mục đích của đời tôi là gì? Cho nên chúng ta đấy, trên con đường tu đức phải biết mình. Biết mình để đánh giá mình. Biết mình để trở về với con người thật của mình. Nếu không biết mình mà biết hết mọi sự xung quanh chúng ta mà không biết mình, xem ra vẫn còn khiếm khuyết. Vì thế mà biết mình là thể hiện chính sự khiêm tốn. Và khiêm tốn thì là cái nhân đức đầu tiên phải có của đời tu. Biết mình là nhận thức giới hạn của mình. Như là Thánh Phaolô nói, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng mà điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nó có hai cái khuynh hướng là giằng co ngay chính trong con người nội tâm của chúng ta. Vì thế cho nên biết mình để mà tỉnh thức, biết mình để mà chống trả cám dỗ, biết mình để mà lượng giá, mà cũng để đồng thời cũng là thận trọng. Để mà tỉnh thức như là Thánh Phêrô nói, anh em hãy sống tiết độ và hãy tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chúng ta vẫn đọc mỗi tuần một lần trong giờ kinh tối cái câu này. Đấy là cái khía cạnh thứ nhất. Cái thứ hai là cái khổ chế tùy hoàn cảnh. Khổ chế tu của chúng ta hiện nay không có giống như tu thời Trung Cổ, người ta phải đánh tội, người ta phải mặc áo nhậm. Có nhiều người bây giờ đọc sách tu đức nói chữ mặc áo nhậm, không biết mặc áo nhậm là gì. Đánh tội, đánh tội. Có những dòng tìa kín đan viện mùa chay đánh tội, còn có cái dây xong rồi đập cái dây lại, còn cái thời khổ tu Trung Cổ ngày xưa lại còn đầu dây còn buộc một cái nốt chì bằng đây này, để khi đập một cái nào nó lằn vào thịt, cái viên chì ấy nó lằn vào thịt. Nhưng mà cái khổ chế của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, trong cái quan niệm của thời đại đấy, thì không phải là cái khổ chế phần xác cho bằng cái khổ chế phần tinh thần. Cái tinh thần thiêng liêng, tức là một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống có thể hòa hợp với mọi người. Nói đến điều này thì chúng ta phải thực nhận một cái điều là trong giáo hội của chúng ta có những bậc tu không có làm gương sáng về vấn đề sống chung với nhau, hay là tình huynh đệ, kể cả các linh mục cũng có chuyện nọ chuyện kia xảy ra. Nhiều khi không ở được với nhau, sinh mưa gương mù gương xấu. Cho nên cái khổ chế bây giờ chính là cái khổ chế đó, chứ không cái sống chung với nhau, cái đón nhận người khác, chấp nhận một cuộc sống đơn giản và dễ hòa nhập vào mọi hoàn cảnh. Còn bây giờ chúng ta không khổ chế về vật chất như ngày xưa, quá khó khăn, quá khó khăn. Ngày xưa khó khăn mà có các sơ tu, lúc bấy giờ nhà nước người ta còn bao cấp cũng khó khăn, ở các dòng tu cũng khó, nghèo về vật chất, rồi cũng phải chui luồn, rất là khó khăn. Bây giờ thì đâu còn nữa. Nhưng mà cái mà khổ chế bây giờ đấy là cái từ bỏ chính mình. Như lời Chúa nói, ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Vác thập giá là con đường của đời tu. Chúng ta nói cái đó nhiều nhưng mà cũng có nguy cơ nó chỉ trở thành một cái công thức hay là cái lý thuyết. Rồi cái điều thứ ba đó là tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta có điều răn của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời, có giáo huấn của tin mừng, có luật của giáo hội, có nội quy của dòng tu của ơn gọi, đưa ra cho chúng ta một cái định hướng, một cái lối sống. Và đó là những cái điều mà giúp cho chúng ta nên hoàn thiện.
Đó là những điều mà giúp cho chúng ta ứng xử và làm quy chuẩn, chuẩn mực để lượng giá những cái hành động cũng như tất cả những trọn vẹn đời sống của chúng ta. Cái điều thứ bốn đó là thực hành các nhân đức. Các nhân đức đương nhiên là tin cậy mến, là nhân đức đối thần. Còn các nhân đức khôn ngoan, can đảm, công bằng, tiết độ, và tất cả những cái điều gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý. Đó là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Philippe chương 4 câu 8. Điều này thì chúng ta cũng đã và đang thực hành trong cái ơn gọi của mình. Và cái điều cuối cùng đó là chuyên cần cầu nguyện. Ở đây có 5 cái điều được nêu đấy. Thế nào là tu theo nhãn quan công giáo? Có 5 cái điều được nêu lên. 1 là biết mình, 2 là khổ chết, 3 là tuân giữ, 4 là thực hành các nhân đức, và 5 là chuyên cần cầu nguyện là cái cuối cùng. Thưa quý cha, quý sơ và quý thầy, nếu chúng ta để ý thấy 5 cái này nó đều nhắm tới khía cạnh cá nhân của mỗi người. Nó đều nhắm tới khía cạnh tu thân. Nó đều nhắm tới khía cạnh sửa mình. Nó đều nhắm tới làm cho cuộc sống nội tâm của cá nhân mỗi người trở nên phong phú. Đó là biết mình, đó là khổ chế, đó là tuân giữ các điều răn của Chúa, đó là thực hành các nhân đức, đó là chuyên cần cầu nguyện. Tất cả những cái khía cạnh này đều là khía cạnh cá nhân cần thiết để mà uốn nắn đời tu của một người trở nên tốt lành và hoàn hảo. Chính vì thế mà chúng ta không dừng lại ở cái khía cạnh tu là một tập thể, một dòng tu, một lý tưởng, một ơn gọi. Nhưng mà tu là khởi đi từ chính cái tu sửa con người cá nhân của mình cho nên hoàn thiện. Mà đương nhiên khi mà chúng ta mỗi cá nhân nên hoàn thiện như thế thì tất nhiên tập thể của chúng ta cũng nên hoàn thiện. Nếu mỗi cá nhân như thế thì đời tu nó mới càng có ý nghĩa, bởi vì là bất kỳ ở nơi nào, dù có bề trên hay không có bề trên, dù sống nhiều cộng đoàn lớn hay cộng đoàn nhỏ, dù có một mình đi truyền giáo ở nơi này nơi khác, mà chúng ta có Chúa là đấng mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày rồi thì không thể nào mà chúng ta lệch lạc được trong hành động và trong suy tư được. Và chúng ta cũng không có lo sợ những thiệt thòi phần xác, hay những thiệt thòi về danh tiếng, hay những thiệt thòi về công việc, hay thiệt thòi về sự vất vả, bởi vì chúng ta thấy có Chúa là đủ. Vì thế cho nên cái điều mà cuối cùng đấy là chuyên cần cầu nguyện, bởi vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, cầu nguyện là chạy đến tìm nương ẩn nơi Chúa, cầu nguyện là đến tâm sự với Chúa. Chúng ta đều nói những cái điều tốt đẹp như vậy. Vì thế mà thưa quý sơ, đó là những điều mà tôi xin phép được thưa với quý cha, quý sơ, quý thầy, để xin nhắc lại một chút nè. Chúng ta suy nghĩ về cái chữ tu. Đối với chúng ta nghĩ nó là một bậc sống, nhưng mà chữ tu nó phải là hiểu rộng hơn là tu sửa, tu thân, tích đức, làm cho con người mình nên hoàn thiện. Thì nếu mà nên hoàn thiện thì không phải chỉ là những người ở trong dòng mới nên hoàn thiện, mà tất cả mọi người đều là nên hoàn thiện, kể cả người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, mặc dù là cái khái niệm về hoàn thiện có thể khác đi một chút. Trong đời tu của chúng ta có những khi mà chúng ta hay coi nhẹ cái khía cạnh tu thân trong đường hướng, trong tiến trình nên thánh. Tu dễ cho chúng ta hiểu là một bậc sống, là một tập thể, nên để ý tới cái khía cạnh cá nhân. Ở bên Phật giáo có 3 khía cạnh mà người ta thường, hay là 3 giai đoạn, đó là giới, định và tuệ. Chúng ta cũng thấy tìm thấy cái sự tương đương. Chúng ta có giới răn của Chúa, của giáo hội, của dòng tu. Định là cái phương pháp cố gắng của con người tập trung tư tưởng để hướng nội và để tập tành và khuôn ép mình theo cái khuôn mà các cái giới đã định ra. Và chúng ta có những cái lời khấn mà chúng ta tình nguyện, chúng ta thề hứa với Chúa, thì định là những cái cố gắng ấy chúng ta đạt được.
Và khi chúng ta thanh tẩy con người nội tâm, chúng ta đạt tới cái mức hoàn thiện, tìm thấy sự bình an và hạnh phúc của đời tu. Tôi cầu xin cùng với quý cha, quý sơ, quý thầy cho chúng ta đang hiện diện ở trong nhà thờ này, cũng như những người đang sống đời tu, cảm nhận được hạnh phúc của đời tu, để mà mỗi ngày tu như thế, để chúng ta thấy mình thăng trưởng lớn dần lên. Và mình đó cũng là một cái niềm tự hào, đó cũng là một cái niềm vui, và đó cũng là một cái niềm xác quyết cho chúng ta thấy chọn lý tưởng đời tu là một lựa chọn chính đáng và là một lựa chọn tốt lành. Xin cảm ơn. Kính thưa anh chị em, ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ phụng vụ cho chúng ta thấy nổi bật lên một ý tưởng quan trọng, đó là ý tưởng về ánh sáng. Ý tưởng này được nhắc tới trong các bài thánh ca và trong truyền thống của giáo hội. Ngày lễ này cũng là ngày mà các cộng đoàn tín hữu đi rước nến, đồng thời làm phép nến để những người tín hữu sử dụng trong suốt một năm. Các bài lời Chúa hôm nay cũng nói đến ánh sáng, đặc biệt là lời của cụ già Simeon ngỡ ngàng khi gặp thấy hài nhi Giêsu, cha mẹ người dâng trong đền thờ. Đây là một cuộc gặp gỡ của hai thế hệ, cũng như là một cuộc gặp gỡ như kết quả của một niềm mong đợi của dân tộc Israel. Chúng ta hãy trở về với ý tưởng ánh sáng, kính thưa cộng đoàn. Theo tác giả sách Kinh Thánh, sách Sáng Thế, khi thuật lại công trình sáng tạo của Thiên Chúa thì ánh sáng là tạo vật đầu tiên mà Thiên Chúa sáng tạo. Chúa nói hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng, và Chúa phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối. Theo quan niệm của Thánh Kinh và theo quan niệm của nền văn hóa Lưỡng Hà, tức là vùng Trung Cận Đông, ánh sáng khác với mặt trời. Cho nên Chúa tạo dựng mặt trời vào một ngày khác, còn ngày đầu tiên là Chúa tạo dựng nên ánh sáng. Và như thế khởi đầu công trình sáng tạo của Chúa là tách ra ánh sáng vào bóng tối. Và những khi nào ánh sáng với bóng tối muốn hòa trộn vào với nhau là đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa và đi ngược lại với công trình sáng tạo. Điều đó cũng cho thấy cuộc đấu tranh giằng co giữa ánh sáng và bóng tối luôn luôn là một cuộc giằng co liên lỉ, nghiệt ngã và khốc liệt. Và điều đó cũng cho những thế lực của bóng tối luôn luôn đi ngược lại với công trình sáng tạo của Chúa, cũng như đi ngược lại với giáo huấn của Người. Cuộc sống của con người là cuộc tranh đấu không ngơi nghỉ giữa ánh sáng và bóng tối. Con người luôn luôn bị lôi kéo bởi quyền lực bóng tối, và nên thánh thiện, tức là thoát ra khỏi quyền lực phong tỏa của bóng tối để vươn mình tới ánh sáng. Con người hiện hữu trên trần gian là khởi đầu cuộc chiến đấu ấy. Cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, gọi cách khác, đó là tiến trình để chúng ta nên hoàn thiện. Bởi vì ánh sáng là niềm vui, ánh sáng là sự sống, ánh sáng là sự thánh thiện, ánh sáng giúp cho con người biết đường đi nước bước, và ánh sáng giúp cho con người được vững vàng trưởng thành trong cuộc đời của mình. Ánh sáng giúp cho chúng ta vươn lên mỗi ngày để đạt tới tầm mức hoàn thiện như Chúa muốn. Bóng tối dìm ngập con người trong sự chết, bóng tối dễ làm cho người ta lầm lạc, bóng tối lôi kéo người ta về sự giữ, về quyền lực của nó, và bóng tối che khuất làm cho con người không nhìn thấy Thiên Chúa, cũng như không nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Chúa Giêsu đến trần gian tuyên bố tôi là ánh sáng thế gian. Thưa quý anh chị em, Chúa Giêsu là ánh sáng, như chúng ta thấy lời ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đọc trong thánh lễ đêm Giáng sinh đã khẳng định điều ấy. Dân tộc đang bước đi trong u tối đã nhìn thấy một vầng sáng chứa chan. Ánh sáng này bừng lên giữa vùng thâm u của sự chết và đã đem lại cho con người chan chứa niềm vui. Chúa Giêsu tuyên bố tôi là ánh sáng thế gian, những ai theo tôi không còn đi trong tối tăm, và những ai đi theo tôi không còn vấp ngã nữa.
Chúa Giêsu là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Người là ánh sáng bởi ánh sáng và Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Chính vì thế mà những ai sống bậc sống tu trì là những người đi theo Đức Giêsu, tức là đi theo ánh sáng. Đi theo ánh sáng để trước hết trở nên con người hoàn thiện, chính bản thân chúng ta cũng là ánh sáng. Con người chúng ta được vươn tới ánh sáng và đạt tới ánh sáng của Chúa chiếu soi, để rồi xuyên qua con người của chúng ta, hình ảnh của Đức Giêsu rõ nét qua tư tưởng, lời nói và việc làm. Đời tu của chúng ta chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng, cho nên chúng ta lấy Chúa làm mẫu mực. Đời tu của chúng ta là động lực thúc đẩy cho mọi hoạt động, mọi lời nói, mọi tư tưởng, mọi việc làm của chúng ta. Chính vì thế mà mỗi khi chúng ta hành động, mỗi khi chúng ta suy nghĩ và mỗi khi chúng ta quyết định một việc gì, thì chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi: tôi quyết định, tôi suy nghĩ, tôi hành động như thế có giống như Chúa Giêsu không? Có làm cho tôi nên giống như Chúa Giêsu không? Có làm cho cuộc sống đời tu của tôi tỏa sáng ra môi trường xung quanh? Và khi chúng ta sống và hành động như thế, có nghĩa là chữ tu luôn luôn thúc đẩy, làm tiêu chuẩn, làm nền tảng và làm lực đẩy cho mọi hoạt động của chúng ta. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, và những ai đi ti theo Chúa cũng được mời gọi trở nên ánh sáng. Chúa đã nói các con là ánh sáng thế gian. Một thành xây trên núi không thể nào giấu khuất được, cũng như đèn người ta thắp để đặt trên đế đèn chứ không phải là đặt ở dưới đáy thùng. Chúng ta, những người tin theo Chúa, những người sống ơn gọi tu trì, chúng ta là ánh sáng thế gian. Ánh sáng ấy để soi chiếu cho con người đi không còn đi trong lầm lạc. Ánh sáng ấy để làm cho người ta nhìn thấy gương mặt dịu hiền của Thiên Chúa Cha xuyên qua cuộc đời của Chúa Giêsu và sứ mạng của người. Chính vì thế, thưa anh chị em thân mến, nhân ngày lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thờ hôm nay, chúng ta thấy ý tưởng ánh sáng là ý tưởng chính, ý tưởng nhấn mạnh. Đồng thời, đó cũng chính là lời mời gọi chúng ta hãy suy tư Đức Giêsu là ánh sáng trần gian, và mỗi người chúng ta đang chiến đấu trong cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối để trở nên ánh sáng của Chúa giữa thế gian. Mỗi nơi nào có những người sống đời tu hiện diện, ước mong nơi đó được tỏa rạng niềm vui và tỏa rạng ánh sáng của Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu đến đền thờ Jerusalem để gặp gỡ dân người. Cuộc viếng thăm của Chúa tạo nên một sự ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, đó cũng chính là một cái ý tưởng được nhắc tới nhiều lần trong các bài đọc lời Chúa hôm nay. Bài sách thánh thứ nhất, trích ngôn sứ Malaki nói với chúng ta về việc Chúa đến. Khi Chúa đến thì Chúa sẽ giống như lửa của lò luyện kim, như thuốc giật tẩy của thợ giặt, sẽ thanh tẩy con người và mọi vật và đến trước sự ngỡ ngàng của con người. Chúa Giêsu đến Jerusalem trước sự ngỡ ngàng của cụ già Simeon và của bà ngôn sứ Anna, chắc chắn là cũng là sự ngỡ ngàng của nhiều người khác nữa, bởi vì ông cụ Simeon và bà Anna đều nói với những người xung quanh ấy về hài nhi. Vì thế mà Chúa đến là sự ngỡ ngàng cho con người, ngỡ ngàng trước sự cao cả, ngỡ ngàng trước những điều lạ lùng mà Thiên Chúa thực hiện vì yêu thương con người, ngỡ ngàng trước một Thiên Chúa làm người để sống như mọi người chúng ta, mang lấy xác thịt, mang lấy huyết nhục, như bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta, Thiên Chúa làm người như chúng ta mọi đàng, mặc mang lấy một thân xác huyết nhục, trải qua những khó khăn, những chiến đấu, giằng co liên lỉ, nghiệt ngã để mà làm chứng cho Chúa. Chính vì thế nơi đâu có những người tu sĩ hiện diện, chúng ta cũng phải tạo nên một sự ngỡ ngàng, tạo nên một sự ngạc nhiên, tạo nên cho dân chúng những dấu hỏi, ngỡ ngàng về sự thánh thiện, ngỡ ngàng về đời tu của chúng ta chọn Đức Giêsu là lý tưởng. Một đời tu không chọn những giá trị trần thế làm tiêu chuẩn của mình. Một đời tu không bận tâm về những vấn đề xã hội, vấn đề con người, những vấn đề vật chất, những vấn đề thế gian và những vấn đề tầm thường nhỏ bé. Nhưng chúng ta
tu thân mỗi ngày để hướng thượng, để nên giống Chúa Giêsu, để chúng ta tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Kính thưa anh chị em, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, mặc dù xã hội ngày hôm nay có nguy cơ càng ngày càng bị tục hóa, mặc dù Thiên Chúa trong xã hội hôm nay tại nơi này nơi đó, tại với những tầng lớp lớp này với tầng lớp kia, xem ra con người dửng dưng với Thiên Chúa và muốn khước từ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những tâm hồn thánh thiện yêu mến Chúa, vẫn chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chính chúng ta, bởi vì chúng ta là những người đã gạt bỏ những tham vọng mang tính trần tục để mà chọn lấy Đức Giêsu làm gia nghiệp nước vĩnh cửu và đồng thời là lý tưởng cuộc đời mình. Xin cho chúng ta trung thành với lựa chọn ấy, đồng thời chúng ta làm cho lựa chọn ấy mỗi ngày một tỏa sáng trong cuộc đời, đối với cá nhân chính bản thân mình, cũng như đối với cộng đoàn chúng ta đang sống và bối cảnh xã hội, để rồi chúng ta làm cho ánh sáng của Chúa Giêsu, tức là khuôn mặt của Chúa, giáo huấn của Chúa, tinh thần của Chúa, hình ảnh của Chúa được rạng ngời trước hết nơi cuộc đời của chúng ta và nơi môi trường mà Chúa sai chúng ta đến để làm chứng cho người. Amen.